Xin chào anh em nhé, hôm nay em lại tiếp tục gửi cám cho anh em ở trên Phú Thọ. Hôm vừa rồi các anh ở Phú Thọ anh cũng lấy cám về trên đó cho anh em tập trung cho ăn thử cám này thì thấy tốt thì anh cũng hôm nay lại lấy thêm mấy chục gói cho anh em trên đó. Thì mong anh em ủng hộ mình cái dòng cám Nguyễn Thành Đạt này nhé. Số 1 là 40.000, 2 lạng. Số 2 là 50.000, 2 lạng. Chòe cũng thế, chòe cũng duy trì như thế nhé. Anh em lấy 5 gói mình trở lên thì mình bao ship cho anh em, còn dưới 5 gói thì mình thì anh em chịu tiền ship. Để em gọi. Xin chào các bác nhé, em phiền các bác một tí, em mới lập một cái kênh Luge Club. Thì có bác nào đam mê cái món câu cá, câu kéo này thì các bác sang bên kênh Luge Club ủng hộ em nhé. Đây, cái đường link thì em để bên dưới cho bác anh em nhé. Thì mong anh em ủng hộ kênh mới này của mình. Đó, ok anh em. Đông đóng hộ mình. Gửi một địa chỉ anh mới. Một địa chỉ. Đi xí nữa. Đi xí lại chị rồi. Đây kia là đổi áo à? Đây là đổi áo. Đổi áo sai đấy. Không phải, nó bị lỗi. Để nó bị lỗi à? Ừ. Nó bị lỗi xong rồi mình chụp ảnh cho nó vào chị gửi lại.